Hello, Ừ. uống cà phê nè. Mấy mẹ con đi chợ xong về, xong rồi giờ uống cà phê nè cả nhà ơi. Đó, nhìn mới đẹp, nó phải đứng lên nhìn mới đẹp. Ina muốn uống cà phê luôn. Ina xin chào con. Xin Xin chào cả nhà. chào. Xin chào ông bà cô Chào ông bà chú. cô chú. Đi đi, xin Bonjour chào ấy. papi. Xin chào ấy con. Bonjour. Vous avez acheté quoi Papi, bonjour. là? Vous avez acheté quoi? Beaucoup là? C'est lourd? Oui, des fois, ils ont besoin de quoi boire, de quoi manger. À. Voilà, là, ils sont Ôi, ông obligés de giỏi faire quá hả? ça. Sắp dữ quá trời. Cái này nãy mình không có bỏ sữa bò nha. Thôi, Ừ. đang kiêng Việt mà. Nam là phải bỏ sữa bò. Không, này Cà đang phê sữa kiêng. đá kiểu Đang Việt kiêng, Nam đang với kiêng. G7 luôn nha cả nhà ơi. Đang kiêng. Em quay về đầu quay Này mới đi chợ về xong rồi có khách. Có khách tới cả nhà thấy không? khách tới Khách xin đây. gao Bà chị nè. khách tới xin gao hello Đó, bà chị đó. Có anh nào mà độc thân gì đó tìm vợ gả bả luôn. phải đang bị ế Đang bị ế để kiếm người em gả bả luôn cả nhà đang bị ơi. ế Ừ. Ừ. Em đang bị kiếm ế người em gả luôn đó. bị Ừ. ế bị ế Nhiều tuổi nói luôn đi. thôi không nói tuổi không Đó tụi không ai dám nhận đâu anh đi đó. Hai đứa bằng tuổi Elina nha cô chú ơi. Hai đứa sinh nhật cách nhau 2 ngày. Đứa 9 tháng 6, đứa 11 tháng 6. Tháng 6 là 17 tuổi. ừ 17 bẻ gãy phần sừng trâu. trời Ê, sao mấy tao đứa này luôn thấy nó mà yếu như cái gì không biết bẻ gãy cái gì. không biết bẻ gãy cái gì nữa. Đó, hai đứa này là chơi chung từ hồi nhỏ xíu xíu luôn đó. Xe luôn. Xe luôn này cả nhà. Đây nè, dễ thương không? Đó. Nói Ở như vậy Việt nè, ba Nam đồng á, cái. thì ở Việt Nam thì mình ra đồng, mình ra đồng ra Cái ruộng này là bằng á. sơ dừa nè chị. Quấy. Sơ dừa rồi nó ấy lên nè, mình mua 2 cái để treo vô. Hôm nay là mình đi xuống đây mình xin rau cả nhà ơi. Giờ cắt rau. Chị cắt hành luôn đi. Cắt hành luôn hả? Cắt gì đi. Cắt hành tự sắp tự nhiên. Không phải hành đây cái đây tôm nè. chẳng kìa. Đây đây À, nè. cái này. Cái này lấy làm bánh xèo được rồi nè. Của em là cắt nhỏ nó là cái. Nó cắt ngang thôi để nó lên nữa. Hả? Có cái kia, có cái bông nó được cắt. Cái bình hay là để này để dành riêng đi chứ chỗ có cái này nè, cái này nè, nó coi chừng rồi à cái bông nó đang lên cái bông rồi vài bữa đó của em có thể nó lên rồi ăn rồi một xíu đang lên của em ăn một xíu nghe không đang cắt rau rồi cả nhà cũng có mấy gốc mà ông làm như nhiều lắm ăn mệt xỉu nghe người ta tưởng đâu là không mà đánh nhiều thì nhiều nha cái này là chỉ có một hình như chắc một củ hay gì đó cũng được à. bó đúng không cái Ừ. này người ta bán ở ngoài cũng 75 cent rồi thôi giờ mình đi chợ lát nữa mình xin tính tiền rau ha bán ký hay bán bó đi hả Xuân không cái gì rau bán trái không rau bán trái trời ơi không tiếng Việt cơ bộ phong phú dữ luôn dạ à, em là ta ta chị Hạnh đó nha cả nhà ta ta chị Hạnh là ta chị Hạnh nè ơi à để mẹ quay để mẹ quay quay luôn cho người thì lặt rau người thì cắt rau rồi bên kia thì con gái nó đang chơi cái gì nè skate ơi nó đang chơi Elina chừng té con cái của lưu đi 50 á rồi. Hai đứa con gái cu cu hai đứa con gái sắp sửa 17 tuổi rồi trời ơi ừ. Đây phe cây bông bữa hổm mới mua nè bữa nay nó trổ bông rồi hai lá luôn hai bông luôn à bên trổ kia bông trên rồi quy ở trên đang trổ một cái nữa ba cái luôn à bên trên trổ đây nữa bông nè cái ờ nụ nữa nè thấy cái nụ của em thấy rồi trổ bông rồi dễ thương hết chị Hạnh ha đẹp ừ. Rồi chị nè mới nói em đó sen em đá nói quá gì trời trên luôn đông coi vậy mà gì là ông già lão già gì ừ tên ông lão em nói biết trên mạng cái tên nó kêu là bông hoa ông lão đây vậy mới nói
Đây sen đá, quá trời cái sen đá vàng của em nó đẹp chị Hạnh. Quy, đây nữa nè. Đây nè. Quy. Hai ba chồng. Đằng kia nữa. Nó mới nói sưng sưng nó nói nó đi lượm ở đâu đó. Lượm nhà ông Mát Lam muốn dụng đồ dục đó. Trời ơi, không đợi cái bông tại vì mà không đợi dục cho nên xin lụm về chồng. Dễ thương quá. Đằng kia nó xanh hết trơn luôn. Đây nè, cả nhà thấy không? Hôm nay trời nắng đẹp 21 độ luôn. Đó. Ơi mẹ đây. Cho nên là nắng đẹp cái là nhà mình xúm nhau ra ngoài trước này nè. Mùa này trở lên là nhà em hay ở trước này không? À, ra hàng trước này không đi chợ về tới nhà là có khách chị bạn tới đó cả nhà, cho nên là bây giờ ra đây cắt rau đồ này kia xong rồi chiều làm cái gì hấp cá nướng thịt đồ này kia ăn. Cái này biết làm gì cũng ngon không Xuân, ấy thịt bò đó, xào thịt bò rồi mấy cái này giấm tí nè, bắp giấm á. Ơi trời ngon cái này mà không ăn sao rồi là lạ. Nhanh lớn nè cả nhà ơi, bữa hổm nó nhỏ xíu xíu à. Đây nè. Coi cái bàn lá nè. Ừ. Ôi cô cái lá đó kìa. Cái này mà không ăn bánh xèo làm sao được. Cái lá đó quá trời luôn. Thôi vậy thì ngày mai bánh xèo đi, mà em không có bột. Có chị có. Nãy thì nó không ăn vậy rồi. Không có được. Cải ngon thiệt luôn á chứ. Quá trời. Ơi đây, phe mấy cây hành của ông xã ông làm đây cả nhà ơi. Đó, phét lỗ nhét cái hành vô. Chị Hạnh thấy không chị Hạnh? Thấy cái hành không? Bộ hành không? Không mà em thấy cái cây trồng không? Cái lá cải, quê cái lá cải. Quá trời luôn. Chị Hạnh. Thấy cái cây hành nào bộ hành không? Quá sexy luôn. Nè, quá trời bộ hành đẹp luôn cả nhà ơi. Đây em thử giáp cá kiểu mới nữa nè. Đây nữa nè. Đây nữa nè. Đó, trời nó đang lên cái đám này đẹp quá chị Hạnh ha. Đám này đang lên dễ thương quá. Trời đẹp quá luôn. Cho nên là mình ra ngoài mình cắt rau mình dạo. Chưa. Oh, chào cô tí. Này. Thôi để đây cắt đằng này mấy cái lá nhỏ nhỏ luôn nè. Lá nhỏ nhỏ bị sâu đằng này nè, phải cắt luôn. Đây cả nhà ơi. Đấy, bữa hổm mới cắt xác hết luôn à, bữa nay lên lại nhóc nữa nè cả nhà. Thấy không? Đó, cả nhà thấy không? Vừa cải vừa sen đá. Gì mà single bell. Còn mấy cái cải này, cái này đây mình có bụi hành lá với ngò rí đang lên ha. Đó. Cây này là cây bông năm rồi mới sinh của ai nè, trồng hôm nay nó chết giờ nó mới lên lại. Rồi mấy cái cải này nó bị sâu rồi cả nhà ơi, mấy cái này mình không có ăn nha, nhưng mà bây giờ mình lấy để cho nó lên á, lên bông á, để mình lấy giống giữ lại. Mà cái này mình giữ lại để lấy giống luôn. Bonjour. Wow, là mấy thằng này đẹp quá trời đẹp luôn. Salut em. Đây nè cả nhà ơi. Sân đá đẹp ha cả nhà ha. Mà bông màu vàng nhỏ nhỏ li ti đẹp quá à. Hái nãy giờ được con thao rồi nè. Cắt nãy giờ được con thao rồi. Coi đi lên hái rau cũng phải sexy vậy mới chịu trời ơi.
ta tưởng đâu đi chơi chứ ai biết là bắt đi hái gao, đi ra ruộng, ra đồng gì đâu, đâu biết đi ra ruộng, ra đồng đâu. Đưa mặt cây cây, đưa mặt cái lú mặt lên đừng cho em coi có anh nào cho thấy trong YouTube để, của em để không. Cho bà con người ta thấy gã luôn. Để cho bà con ta biết cái mặt này. Đừng gã luôn. Đang tìm chồng á. Đang tìm chồng cho mẹ. Melanie tìm chồng cho mẹ hả Melanie? Em é đó. Tìm chồng cho mẹ. Em nhờ YouTube của em gái ha. Mai mốt biết không? Đâu biết được đâu, nhiều khi có anh nào coi trong đó làm sao, duyên nợ tới à. Ha. Đâu biết trước được chữ ngờ. Cái mấy cái bông này mới hút nó lên thành hạt giống phải không anh? Ừ. Ừ, mình giữ lại phải không? Ừ, nó lên thành hạt giống giữ lại. Mấy lá mận lên quá trời luôn chị Hạnh thấy không? Nguyên lát nữa. Ủa trong nhà nhóc thôi. Ừ, chị ăn thì chị cắt về nhà. Không hái nó già. Chị ăn thì chị cắt về nhà đi chứ trong nhà hồi có nhóc rồi nha. Để nó già. Ủa. Chị ăn thì cắt về nhà ăn á. Xong gà này cãi hay cái gì xong chị cũng nhấp bút cái chân lên. Đừng đừng cãi anh gieo á. Thôi là ở trong này chắc chị để em ấy quá. Em đang gieo có vừa lú lên vớt nữa. Nhà mình có một chút xíu sân trước này nhưng mà mùa hè là chơi ở đây trước luôn, suốt luôn. Trồng tùm lum tá lả hết. Bên đây hành nữa nè cho cả nhà coi hành bên đây nữa. Đây. Tận dụng tối đa luôn. Đó, thấy chưa? Trời ơi, được một cây cải nó lên chỗ này nữa chị Hạnh, nhìn mắc cười lắm nè. Ngay cái gốc này nè có một cây cải. Nó một cây cải luôn nữa. Cái cải xanh nè. Chắc cái hộp nó bay cái đó không? Cải xanh với cây dâu lên nữa. Ừ. Đúng rồi, có một cây dâu lên. Với còn cái dây bò này, đó em đố chị tên gì đó. Thì chị biết nó có cái bông tím đẹp. Đúng rồi, bông màu tím. Cây này nè. Nó bò chừng nữa nó bò đi theo cái hàng rào đó luôn nha, cái cây với thân nó. Ừ, quy. Cái cây này nè, nó tên là cái hoa tử đằng. Tên từ hoa tử đằng. Nhà ông kia nhiều lắm cho nên là em lấy hộp về em gieo á chị. Quy, em tách ra cái nó có cái trái thành các cái hộp. Cái em tách ra em nhét gì mà nó lên đó. Quy. Mình nhét, mình lấy hộp về mình nhét cái nó lên nè cả nhà. Nó tên là tử đằng nhưng mà chưa có bông. Mình trồng này, đó mình nhét mấy bên kia nữa kìa. Đó, nhét mấy bên kia nó đang bò lên nữa nè. Quy, cho nên cố tình để cho nó bò lên theo cái hàng rào này cả nhà. Elina đạp xe đạp cả nhà ơi. Đi dạo Elina nha. Đi đâu vậy Elina? Đi con, hai đứa. Elina dẫn ta đi đâu vậy? Đi dạo vòng vòng nhà chút xíu, dẫn chị bạn đi vòng nhà hết không khí chút xíu. Tại vì chỗ nhà chị không có chỗ để đi dạo. Xe không à. Cho nên mới chạy lên nhà mình đi dạo cả nhà ơi. Đây nè, cho thấy mặt luôn nè. Đó, không cần phải giấu giếm gì luôn. Tên là Hạnh luôn ha. Chưa có chồng, trông có chừa. Cả nhà coi cái cây bông lila nha. Tiếng Việt kêu bản gì em quên tiêu chị Hạnh. Có tiếng Việt có tên luôn Quy, nhưng mà không biết cái nhớ là tên là cái gì, có thấy rồi nó thơm lắm. Ở đây sướng ha, khỏi cần tốn tiền bông, khỏi cần tốn tiền mua bông á, ra bẻ một chút là có đó. Kiểu này vậy là mãi mình không chờ mình ghé đây mình xin thôi. Nè, hồi mình bẻ mấy cái nhánh nhỏ này đi. Nè, cái nhánh nhỏ nè, đó, thấy chưa? Đó, rất là đẹp luôn, nó tên là lila. Đến hồi về coi lại trên mạng cái lila là, cái bông lila là tiếng Việt là cái gì. Thơm lắm, nó có hai màu, màu trắng với màu tím. Nhà ông hàng xóm nó lần mình là màu tím. Đó, một hồi chị muốn xin màu tím này về xin màu tím nữa. Cái này thơm, thơm nhiều tới nỗi mà em ách chùm luôn á. Đi, mãi nói mẹ tôi đi rồi, nó ăn quy vậy con biết mặt. Hai nhỏ con gái giờ đó đang mê chơi đó rồi. Tấp xe, xe. Elina xích vô. Ê, chỗ, em Elina. Xích vô. Elina xe. Giỏi, Elina giỏi quá. Cũng biết sợ. Biết sợ vòng biết chưa sợ. Trời kìa, cái cây lila này mới là đã nè. Màu tím này mới đẹp nè. Nhưng mà tím không này thì thấy tối em. Phải pha màu trắng. Quê mà trời ơi. Cả nhà thấy không? Mình không có biết cái nhớ cái tên nó là gì. Để hồi mình coi lại mới được. Mà quá trời đẹp. Thơm dữ lắm luôn á, cái cây này nè. Chùm 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 nha. Đây nè cả nhà ơi, mới sinh nè. Ông hàng xóm ông mới cắt cho nè. Trời ơi, đẹp khủng khiếp luôn. Tên tiếng Việt là Tử Đinh Hương. Mới coi trên mạng rồi.
Tử đinh hương nha, thơm lắm. Thơm quá trời thơm luôn á. Nhóc cá luôn. Này chị Hạnh, thơm quá trời luôn. Thơm. Thơm đẹp ha. Cái này lá pha màu trắng chứ. Ui mình về hái cái pha màu trắng lên đâu cá đâu. Trời ơi, chết rồi cá thiệt luôn. Cầm giùm cái. Cẩn thận rớt cái xong luôn. Trời ơi. Để điện thoại ăn nước. Bây giờ mình gần hai vợ chồng đang gần cá. Trời ơi cá quá trời dưới luôn á, mà để gần quay lại gần chị có thấy không? Thấy kìa, thấy luôn, thấy. Chứ, kéo gần lại thấy. Dạ lớn lắm. Rồi. Đó quá trời cá luôn. Trời ơi nhóc ở dưới luôn. Rồi lát nữa bắt lên của Minh Trang. cái này có cái kéo hả chị Hạnh ha? Cái kéo cái lưới vậy đó. Nói cái lưới á. Nói chứ bắt nó la chết à. Ừ, có cái lưới á, trời ơi cô kìa, đó quá trời cá luôn, nhóc cá luôn. Cái bởi vì em nói mà thuyết cá thuyết cái gì giống như cá đói không John bắt cho đó. Giống như cá đói không nhiều chẳng đâu quê Việt Nam không lúa lên kìa, lúa lên nó chạy lúa đã lên rồi kìa, lúa lên à, để quay lúa lên cho cả nhà coi lúa mì đó. Quê lúa mì nha cả nhà, đó nó lên xanh rồi đó, mà công nhận nhanh thiệt á chị. Nhanh quá à. Cái bơm á chị, táo á. Bơm á. Bơm á. Mà chưa có trái. Hai đứa con gái nó đi trước rồi, nãy giờ mình lo tám chuyện với mấy người quen. Đây nè, ọt ti nhóc luôn nè, cái tầm ma. Quy, giống đàn, chưa? Bông nó nè. Một bông là một trái á. Nếu mà nó đậu á, một bông là sẽ là một trái. Cây này lão là... Nè, thấy con gì? Nó cắn mình đâu, con gì đâu gì vậy? À ok, trong kia có hai con đó, 4, 3. 5 con luôn, hai con màu nâu với ba con màu đen mà không giống nhau nha, hai con nâu dạ. Hình như không giống nhau nha. Đây ba con ba con màu đen, hai con màu nâu. Màu đen là màu noa, đúng rồi. Ghi đúng rồi. Nói với ghi. Thôi lần đầu tiên nha. Rồi nó chạy cả nhà thấy không? Vậy trong này có nè, trong đây có gì? Con gì chị? Con nói con gì? Silver hả? Như là beach gì đó. Beach hả? Ừ không? Silver. Này nó chạy kìa. Mấy con thú rừng nè. Thú rừng à. Thì đây nó đang lên tốt quá ha. Đó, hai đứa con gái nó đi qua tới bên kia rồi, đi thẳng qua bên kia là qua công viên. Ủa Lina nó mất tiêu rồi. À. Rồi đây mình đang đứng ở đây. Rồi bên kia có chuồng ngựa. Đó, đây đường ta đạp xe đạp đi bộ. Vài bữa nữa lúa mì này nó lớn lên, nó chín lên quay cho cả nhà coi. Rồi bây giờ phải về chuẩn bị làm đồ ăn á. À, phải về chuẩn bị làm đồ ăn cả nhà ơi. Hồi mình nướng thịt đi với chắc hấp cá hay gì á, ăn với mấy cái cải rau thơm đồ này kia ở nhà đó. Cô em gái thấy mình thích qua đi la cho nên là cô ta đi xin cô chủ hàng xóm. Con chủ hàng xóm đây chắc hả? Dạ bạn đi đi. Hả? Chúc. Bonjour. Ça va? Con chủ hàng xóm gì mấy hoa dùng mình. Mais parce qu'il est grand il a nous on est petite. Kêu hái cọng dài dài chút. Merci. Merci. Trời ơi nó thơm. Thơm, đừng có hủi. Sa sông bon. Vì cuốn Phật đừng có hủi. Sa sông bon. Ai dù.
Mangez beaucoup de soupe hein, pour vous enlever. Hein. Voilà. Merci beaucoup, ouais. C'est gentil. Merci. Gentil, merci. Đúng là nội hoa dại thôi cũng đẹp nữa. Merci. Hả? Hoa quả dại thôi cũng đẹp nữa nè. Nè, ông mới cắt cho anh. Quá trời luôn. Ông mới cắt cho. Thấy mình thật hoa cho nên ông mới cắt. Ơi, nó mong đây. Ờ đi, mình đi qua chị với Nên Anh đi. Đi. Elina lại cảm ơn ông hàng xóm đi ơi. Elina có bông đẹp nè, ổng cho mình nè. Nói cảm ơn mấy sửa cái bông đi. Rồi con cầm, Rồi. Cầm một. Rồi ok. Rồi. Rồi con lại con cảm ơn ông đi con. Đi lại cảm ơn ông ấy. Xí giỏi đi. Tại vì mình quay lên clip nè cho ông bà. Thôi về nhà mình kia mình xin màu trắng. Đi đi. Khô lá khô bay kìa. À, cô mong sao đây? Học chúng con đó. Trộm qua rừng này hái trộm qua gian đường. Này không cần hái trộm luôn, này hái ban ngày, người ta hái trộm người ta phải đi ban đêm. Mình đâu có đi ban đêm, mình đi ban ngày luôn, mình này mình quang minh chánh đại luôn chứ không phải là hái trộm nữa chị ơi. Tử đinh hương màu trắng, rất là thơm. Cảm ơn Ban Đầm nha, Ban Đầm. Của nhà hàng xóm. Trời ơi, nó thơm dã man lắm luôn, cực kỳ luôn đẹp. Trời ơi, nè hôm chụp cho tấm hình với người đẹp bên hoa đẹp. Thơm quá. Kìa chị Hạnh còn thích cái nhánh này. Cái nhánh này đẹp là tại vì nó vừa nở chút xíu. Uy, nó còn nụ á. Nó còn nụ. Uy, uy, muốn cho nó dài dài gì. Quá là, quá trời đẹp. Đây, cho mượn đây. Đây nè cả nhà. Xe. Xe Elina. Elina đi về con. Xe, xe. Quá trời đẹp không? Cả nhà bóng đẹp không cả nhà? Nực nồng luôn cả nhà ơi. Ông nãy. Nè. Trời ơi, bông này giống như bông cưới vậy. Làm thành bó bông cưới được á. Để dành cho chị Hạnh gả chồng bông chị Hạnh. Bông cưới hả? Cái này bông é. Đây nè, nhà hàng xóm của mình có cây màu tím nè cả nhà. Đó. Được, mới vô được. Đây. Đó, thấy chưa? Của nhà ông hàng xóm nè. Bây giờ đi qua xin ổng ha, về bỏ vô bình bông. Chưa. Thì giờ nhắn chuông. Nhắn chuông. Nhà ông này chí cốt với mình mà. Nhà ông này là chí cốt. À, từ nhà ở trên. Ê, cái cửa mới thay 2000 chị Hạnh. Cửa mới thay 2000 euro. Ba bi lại dưới. Ừ, thì ông cũng trồng luôn á. Đây nè, đó, thấy lila nhẩm chưa à, toàn để mình chụp hình. Này, thấy không cả nhà. Trời ơi, nó đẹp. Sao chú không? Sao bá? Sao bá vậy? Màu trắng thấy rồi, bây giờ xin màu tím. Bây giờ xin màu tím. Đó, ông đang cắt cho mình nha cả nhà. Ôi, em phái cái bông màu tím hơn. Nhưng mà hồi về em lấy hai nhánh tím với một nhánh trắng của chị cho nó đẹp. Đó. Ui.